sẽ bỏ đây nhá, anh nhìn này. Thêm một ớt đây. Đây, mời cả nhà ăn nha. Hôm nay thì mình sắp đói rồi. Hello, chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì YPF sẽ làm clip đi bắt cua, bắt cá nhá, anh em nhá. Tại vì hôm nay thì mình đi rừng nhá, nhưng mà Ian không đi chung với YPF nhá. Hôm nay thì YPF sẽ làm clip đi bắt cua, cá nhá. Bây giờ mình sẽ đi nhá. Có cua. Ồ, oh. Bắt đi. Đây, bắt đi. Đó. Ba con rồi. Đúng là con trai của ta. Con cua của ta. Hả? Đây nè, bắt được rồi. Đâu? Không, đây, ổ tổ anh. Mình bắt ban đêm nhiều cua lắm nhỉ. Cả không có. Mùa hàng cua. Bóc cục đá hả? Bóc cua hả? Bóc cua hả? Đâu, cua đâu? Ồ, to quá nhỉ? Chưa to cũng lù. Đấy ạ. Ui, chết ơi. Chết xuống rồi. Đó. Đây. Đó, đây này, chưa to không lô. Đây là cua ở trong rừng nhé các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ bắt cua nhưng mà Ian không đi chung với YPF nha anh em nha. Tại vì hôm nay mình đi rừng mà, đi rừng đi làm á. Đâu. Đó, có to quá. Đó. Tạp. Đâu, ôm hả? Cá mà không. Bắt đi tôm. Con. Nó chạy mất rồi. Nó ban đêm nó vẫn thấy mình mà. Chắc 3 giờ, 4 giờ nó mới ngủ được nhỉ. Toàn là cua hết hả? Không có cá hả? Tôm hùm. Tôm hả? Đậy. Đâu cua đâu? Cua. Đâu? Bắt đi. Ô, siêu to khổng lồ luôn đi. Ồ, đúng là con trai của ta. Hay quá. Em đã bắt hay quá nhá anh em. Đó. Mình mới đi mà có như hôm nay rồi. Nhưng mà trong tem nói là đây là ô cua to lắm. Đây anh em nhá. Đây thùng rồi. Mình mới bắt mà đây thùng rồi, mình sắp về rồi. Sợ mang thùng nhỏ quá, mang thùng to mới được nhá. Đây. Chắc nửa ký rồi sao ấy. Nhiều đồ ấy. Mình sẽ làm này. Ô. Hai cái hả? Một hàng hai con luôn. Bóc đi. Không quên mà. Ồ. Chế mất rồi hả? Không, nó vẫn ngu mà. Nghe rồi, đây đây. Đâu, bắt đi. Hay lắm. Nghe rồi, rồi. Đâu? Đây hả? Ồ, sao nhiều vậy? Hai con lên. Ồ, đây đây. Ở đây mình thích lắm. Mình đi sinh tồn á, anh em nhá. Mình đi sinh tồn trong rừng á, mình bắt cua rất là nhiều luôn. Hôm nay mình đi làm thì mình đi làm, buổi chiều mình đi làm. Ban đêm thì mình bắt cua nhá anh em. Ban ngày thì mình đi làm. Ô cua đây, cua to lắm đây này.
nhiều lắm, ồ nhiều lắm. Nhưng mà khi em đi trong Mỹ em ồ siêng lắm nhỉ. Tại vì hôm nay mình đi trong Mỹ mà anh em. Đó, ồ nhiều quá. Đúng là có thể. Ồ, ba con luôn. Cá chỉ có hả? Cá chỉ có. Sắp đây rồi. Nhiều lắm. Gần 2 lít luôn. Ồ, đây rồi. Chắc mình đi chưa tới bên kia chắc đây rồi. Ôi, thua game cả. Hai con hả? Ô, thua quá. Ô, nhiều. Hai con luôn. Nó. Có. Bạn ạ. Sắp đây rồi. Ơi, kẹp. Kẹp của nó. Kẹp như bữa ra này. Ôi, dạ. À, của nó. Nó cắn hả? À. Cắn cho nó chết luôn đi. Nó cắn hả? Cắn tay à? Nó kẹp ăn đi, mặn tay nó kẹp ăn thì. Lấy thùng nhỏ vậy, thùng to mình mới đi được chứ. Đã đưa thùng nhỏ, bên kia. Kẹp mất hả? Vậy rồi. Nhưng rồi. Ở đây cây xoài hả? Ồ, cây xoài to lắm. Chỗ này cây xoài nhanh nhỉ. Ở đây không có trái luôn à? Cây xoài không có trái luôn. Năm nay không có trái luôn nhá. Anh em mất mưa rồi. Mình sẽ đi tiếp. Đi bắt cua. Chắc mình bóc lên này đá này nhiều cua lắm. Chỉ được rồi ta. Cua hả? Đây nè, cái chân đi cơ nó. Đâu, chân đâu. Bắt đi. Bóc lên nhỏ. Nếu được, bóc lên đi. Bóc cua đá luôn, phá luôn. Bắt như vậy cho nó cắn á. Thôi, bỏ đi. Tội nghiệp cho nó có nho mà. Đây. Bóng đèn này nho, bóng đèn này yếu quá mà không sáng được. Này mới đi. Cây xoài nhìn thường là có trái, đâu có trái gì đâu. Mình đi đường nè, đi, lên đi. Từ nhá, sợ nó kẹp mình á. Nó cắt. Không kẹp được đâu. Không kẹp được hả? Ô, bạt hai đấy. Bạt đây. Ở đó. Đó. Nó nằm trong thùng tay con là. Sắp đây rồi. Nhiều lắm. Hơn lít. Đâu. Bắt đi. Có. Nhiều rồi. Đây rồi thì mình làm sao đây? Mình về nương hả? Lại thùng mà. Về đốt một con mình ăn. Đây thùng đâu mà. Mang một thùng mà. Cua hả? Bắt đi. Bắt rồi. Rồi đi lại. Đi lại dành. Đi cho nó dành lại. Đi cho nó to. Cua này là cua đá. Cua ăn đi. Để chua rừng nhá anh em. Ui. Để chua rừng. Đường này không có đường đi nữa anh em nhé. Về nương thôi nhá anh em nhé. Đường khó đi lắm. Đó. Đó. Đi đi. Rồi. Ô đây cân đây mà, chỗ này mà. Đây rồi, đó. 20 mét đây chưa? Đó. Chưa tới 10 mét mà đây thùng rồi. Bây giờ mình sẽ về nương thôi. Hello mọi người nha. Hôm nay thì
chị Pep bắt cua nhiều rồi nhá. Thì bây giờ thì mình chuẩn bị nương thôi nhá, mình nương cua nhá. Tại vì mình thung nhỏ quá, mình bắt đây rồi thì bây giờ thì mình sẽ nương thôi. Mình quay camera sau nhá. Cua đây. Đó. Bây giờ mình sẽ nương nhá, đây lừa được. Thì mới bắt là nhiều rồi. Đó. Để thung luôn nhỉ. Chắc ăn không hết nhỉ. Không hết đâu. Nếu mà thung to thì mình lấy thung to chắc đẩy thung luôn. Đây mình đi chưa mấy chục mét mà. Mấy mét thôi mà. Nhiều cua rồi. Cá thì không có nhá anh em nhá. Đấy. Toàn cua hết. Ui cho hết căng nha. Chơi rất cái căng rồi nè. Rất rồi hả? Rất cái căng. Thì mình bỏ qua thôi, có gì đâu. Cua có nhiều mà. Đây có nhiều mà. Đó. Đó mẹ con nó sao vậy? Thì cái gì có tay còn nhiều đây mình mà đưa hết đi. Con không? Còn nhiều còn mấy mấy con hay sao ấy. Đây anh em nha, đây cua chín rồi nha, cua chín hết rồi nha, nó mơ vàng hết rồi. Bây giờ anh em mình sẽ lấy cua đó thì bỏ vào đây nha, bỏ đây rồi đó. Cua đây rất to nhỉ, siêu to không luôn. Đó, cho nhìn nha, nhiều lắm, để chín hết rồi. Quá trời luôn. Đây mình mới bắt mà. Sẽ ăn nó hết. Hết không? Hết chưa? Không hết đâu. Chắc ban đêm mình đợi bùng mà hết chưa? Đây. Nhiều lắm. Đây nha. Đây, đó. Chín được. Đây, chín được. Lết được. Đây. Lết được bên kia. Đây. Đó. Mình sẽ bỏ đây nhá, anh em ơi. Quá là ngon, nhìn nó phê rồi, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Mình nhưng ăn rất ngon mà. Để muối ớt nhé. Nhìn rất ngon nhé. Mới mua. Đây. Alo mọi người nhé. Hôm nay thì IPF thì nướng cua thì chín rồi. Tại vì hôm nay thì mình bắt cua thì ở đây đây thùng thì mình nướng. Thì bây giờ thì mình chuẩn bị ăn nhé. Ăn đi. Đây nhá. Đây anh em, cua rất to nhá. Ăn đi, đi núc. Đây nhá. Chấm muối ớt nhá. Chấm muối ớt đây. Đây, mời cả nhà ăn nhá. Hôm nay thì mình sắp đói rồi. Quá ngon, ngon lắm. Cua này thì mình ăn rất là ngon luôn, nhưng mà không bằng đây đâu. Đây là cua đá nha. Tại vì hôm nay thì mình bắt cua này, mình đi làm thôi, thì y ăn không đi chung với y phép nha. Tại vì y phép đi trong mình nhé. Nói chuyện đi. Để mọi người biết đấy.
Quá là ngon luôn nha. Chê, củ to đây. Thầy cho anh em đọc. Rồi, rất là to luôn. Mình sẽ ăn cái gì đây? Chân hả? Chân. Ăn căng hả? Mình sẽ ăn căng đấy nha. Anh em nhé. Để mình kiếm cái nó mà trăng thì ăn rất là ngon luôn. Đây, cái này mình ăn rất ngon lắm. Đây, cua đá mà. Đây, mình sẽ ăn nước mới ớt. Quá ngon luôn, ngon lắm. Hạt nước quá. Mời cái nhà uống nước ngọt nhé. Hạt nước quá. Bây giờ thì YPF sẽ dừng tiếp tại đây nhé mọi người nhé. Tại vì hôm nay thì mình ăn cua thì không hết nhé. Thì mình sẽ dừng tiếp tại đây. Mọi người thấy video này thì hữu ích, nhớ đăng ký kênh các chị Ian để YPF cùng tem tất cả trong tem có động lực ra video sau hết mọi người nhé. Bye bye mọi người.